Hai đứa này là đệ tử của tôi. Đây là Đồ Long đạo trưởng. Đạo trưởng. Ừ, được. Ông thiệt là có phước đó. Hai người này là người khôn ngoan lắm, có phải không vậy? Không có chuyện thì phải nên ở nhà để tập võ con chứ. Đừng có lắm chuyện nha. Có biết hay không vậy hả? Nếu không thì dễ sanh sự đó. Hai đứa đệ tử này không có ra gì cả. Sư phụ à, ông ấy là chúng ta là đồng môn, tôi biết tẩy của ông mà. Đừng có làm chuyện hai người hai ta. Ê, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tôi mà muốn ông đuổi xác chết đi. Đừng có nên tả thủ oan hồn. Sư phụ à, ông không phải là đuổi xác chết đâu mà là... Ông mượn xác chết đưa áp phiện đi. Đồ Long, ông lại làm những chuyện ác ông hả? Chẳng lẽ ngày xưa ông làm chuyện tốt? Sư phụ. Được. Hôm nay ông có nhiều người, có cơ hội tôi sẽ trở về mà. Sư phụ à, khi xưa ông thế nào? Ma quỷ đó, ma quỷ đó, đâu có đâu, không đâu có thấy đâu. Chạy đừng có lo, chạy đừng có lo, chạy đừng có lo, chạy đừng có lo, chạy bình tĩnh đi ma. Ma quỷ, ma quỷ, ai vậy? Nó là hơi thở của ta đó. Phải đó. Nó sợ tương Phật đó. Đúng vậy, đúng vậy. Đạo trưởng à, ông hãy giải quyết mấy con quỷ đi, tôi sẽ trả tiền cho ông mà. Yeah!
Đây, qua đây. Chúng tôi sẽ đưa tiền cho ông mà. Bây giờ chúng ta còn có cơ hội hợp tác nữa. Đối với ý kiến của tôi, ông cảm thấy sao hả? Tại sao ông lại không lên tiếng hả? Lên tiếng đi. Tại sao ông không nói gì hả? À, ông nói nhỏ quá, tôi nghe không có rõ. Nói đi. Mặt kia của tụi đâu vậy? Sư phụ tôi hả? Vô đi. Ông ra ngoài phố chút rồi, về ngay mà. Nè, vô ngồi đi. Vâng. Nè, tôi chính sư phụ tôi mà. Tôi chính sư phụ đó. Tiếp đại ông đi. Nè, chừng nào sư phụ tôi về, tôi nói cho ông nghe nha. Nè, ông làm cái gì vậy? Hay giờ đừng làm bộ nữa, ai cũng biết ông là người giả quỷ mà. Sư huynh à, nó là quỷ thiệt đó. Cái gì thiệt? Sư huynh à, nó dụ con quỷ vô nhà rồi. Làm sao biết được quỷ vô nhà chứ? Nó không có nhảy được kìa. Mau đi lấy người nghe đi. Đi. Sư mũi à, chạy đi. Chuyện gì? Sư phụ à, trong nhà có chuyện lớn rồi. Đưa bộ đây. Có bao nhiêu xác chết ở đây vậy? Tổng cộng là 8-9 xác chết gì đó. Nhưng bây giờ biến thành ma quỷ hết rồi sư phụ. Như vậy thì phiền lắm. Bây giờ sao đây? Ta phải đi kiếm đầu trọc mới được. Kiếm làm cái gì? Ông cha đó. Come on, I call you. Father, qua đây. Trước cậu đến kiếm Father,
Con à, ta chịu không nổi nữa, giải quyết ta đi. No Melody. No, ta mong con giải quyết cho ta. Con à, con. No, ta xin con, đừng có đi. Ông cậu, phát đạo. Come on, come on. Chú cậu à, mà cứu tôi đi. Chú cậu à, cảm ơn nhiều. Bây giờ tạm thời giải quyết như vậy đi, tội ác còn dưới kia nữa. Rải lưới ra. Dạ. Sao không được vậy? Sư phụ à, dùng hết cái bạn đó đi. Thôi dạ, cũng may là không sao. Sư phụ, đồng chí con. Ây, sư phụ à, sao đây, kiếm mất rồi. Con chủ nó đi. Đi. Dù như là không có sao. Sư phụ. Ôi sư phụ, con quỷ nè, tại vì hết nó là quỷ gì? Là quỷ cây phương. Cẩn thận nha. Ông cứ nói tiếng Anh mà, nói với nó đi. Bây con à, đánh giá. Thượng đế trừng phạt ngươi. Tôi xin ông hãy tha cho Father. Con đi giúp đi. Ah!